Tại vì bạn tới bạn hỏi thăm mà. Hello, xin chào cả nhà nha. Mình quay trực tiếp cho các bạn, không các bạn cứ nói ở lớp học rồi nói chuyện đi. Tại vì con có giảng cái kia. Chừng nào cô giảng cái kia thì các bạn ấy. Giờ còn thoải mái. Rồi mình em giấu à. Đó, cô không thấy. Chỉnh tay cho cô. Rõ rồi đó. Cái bột trắng nhé. Rồi hơi đèn đi cưng. Đi vòng ở chân này thì làm này vòng rồi. Rồi tới mẫu này ha cả nhà ha. Cô chưa ta? Ok cô đây. Cô vậy. Bóng cũng đẹp mà lì cũng đẹp, hoặc là hơ đèn lì nó đẹp, anh này sơn bóng cũng đẹp, nào cũng đẹp ha. Rồi đem như hơ đèn đi lên. Cái độ cao của nó vừa phải đó cơm. Quay nó ok không? Mình mới thấy đường. Rồi nãy là che không thấy đường luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây. Bài cỏ bản ha cả nhà. Đây. Rồi ok. Thôi tiếp đi. Này hoa hồng Bulgari. Dễ cơ bản mà làm gì thở với vô. Nghe thở căng quá. Cái này không có khoanh ha. Này quên khoanh vòng tròn nè. Dùng tên cái gì điêu nó thì mình tiết tiền một chút. Khoanh nó đẹp. Không thì mình được thấy tại. Không muốn mình không chạy đi. Cơ bản đúng rồi, mình nhìn mình hiểu cái kỹ thuật tán màu. Kỹ thuật tán màu rất là quan trọng. Đây các bạn ha. Thiếu cơ sắp ra dạy luôn rồi nè. Đây sơn cúc lì lên ha cả nhà ha. Ê, bài cỏ bản ha, bài cỏ bản. Rồi ok. Khoe các bạn mấy móng học viên của mình đang học mẫu này ha cả nhà. Các bạn học viên mình đang học mẫu này nha. Giờ các bạn đang làm ha. Rồi ok. Hơ thêm giùm cô Cẩm thêm đi. Mình hơ mới có nhiêu đó hơ thêm để cho nó vững nha. Nhà lại rung rung thôi ha. Rung quá. Rung quá hả? Dễ bình thường sao tới cô lại cô quay phim cái nó rung quá. Vậy ta mới tay chân mình lem vậy ta mới biết mình là họa sĩ. Học cái gì biết cái đó cho ta biết. Thở
hỏi được cho cô coi em. Cái tiền của chị đâu? Cái đâu lấy ra cô coi coi. Đây, cô quay xem. Biết cái này là món gì. Thôi con vẽ cái tiền này nha, để cô quay nha. Nha. Dạ. Đừng cái đừng cái để cô focus là sẽ. Đây, bảo học viên chúc vẽ trái tim này ha cả nhà ha. Rất là dễ thương. Đẹp lắm nha cả nhà. Rồi, chúc mừng. Rồi, ok con gái. Đâu, kiểu nào đây, đưa cô mượn cô quay cho. Nó đậm chút, nó đẹp hả cô? Cái màu hồng. Đâu. Con quán qua bờ. Là ma bờ phải không, đẹp nè. Nó hơi giống cẩm thạch phải không? Dạ đúng rồi, cái màu hồng này nó đậm chút nó đẹp. Nó đúng nhìn rồi. Chưa rõ. Đẹp đúng rồi. Đẹp quá ta. Rồi, ok, làm tiếp đi con. Dạ. Nó trong hồng. Màu hồng nó hơi gợt. Dạ. Màu hồng nó thôi. Quá trời rồi. Có. Ok, thì tôi cũng like tụi mày vô. Rồi con ngoái tiếp đi. Ok, con ngoái tiếp đi. Ombre coi. Rồi, hơi đi con. Rồi con là ông bà đi. Đây qua đây cô quay nhớ ra cái đây. Cương cầm đi cương. Gì? Là đây các bạn ơi, đây. Đây là cương vẽ cương mới chịu. Rồi ok. Cương vẽ đó. Cương của 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 Cương take into your hands a plan your own hands can land your own brand and damn I feel like no one takes accountability they want the credibility convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power don't be f***ing sour take a cold shower scream until you're louder work until you're prouder and f*** all the doubters there's young downers I swear to god they all let me down I always fought just to wear the crown I'm cái bạn vẽ bằng đường kẻ này cũng được, còn mình lấy cho bạn nhện đó con. Yeah. Con chấm nó đừng sẵn đừng sẵn đừng sẵn các bạn. Con cái mình tô từng ô vuông. Y chang luôn mà đó đó hả nó suốt ngày nó nằm trong người chứ một chút đem mèo cho vô cái đất chui vô cái nhà của mèo cho nó nằm tương nha đó chỉ có đem con nheo đi không khó sao vậy tên mình nó không đẹp bởi tính tự nó chị cho là sao vậy tên đẹp mà nó là phim hoạt hình đúng không thằng Weibo là anime là phim hoạt hình chứ xin lỗi chị xin lỗi vậy là không biết không có tội luôn thôi em tưởng là phim anime cái gì con kiên nói là phim nó nói là nó phải con phim hoạt hình thì nó kia nó kêu là Weibo ai biết đâu thì thằng này bẹp ghê đúng bẹp kiên những tình chữ này có gì ở đây rồi đang dĩa luôn cho nên chú liền vậy làm liền nó nhanh vậy chứ nhiều khi hay ghét cái ghế mà chưa hài lòng đó chị ha cái hai ghế hai bên mới chịu to your hands a plan your own hands can land your own brand and damn I feel like no one takes accountability they want the credibility convincingly unwilling to put in the
hours it takes to get some power. Don't be weak and sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And all the doubters, they're just your doubters. Ông mở âm nhanh nha, lạ lắm. Cái chim này anh ơi anh lấy giùm mẹ em cái hồng hoàng đưa chứng minh nhân dân gì đó. Ủa mẹ có Facebook cô hả? Mẹ biết Facebook. Ồ vậy hả? Em bị thiếu màu vàng đó nha. Màu vàng, màu trắng. Đúng rồi, đồ lại đi, đồ lại tán cho đẹp chuẩn đi. Đó nha, chuẩn đi rồi đầu nó lại cô. Sáng cho chuẩn luôn. Rồi đúng rồi, em hất nhẹ lên, đúng rồi. Rồi em đi xuống, không phải ấy, giờ bắt đầu mới ra, từ từ xuống đó mới ra. Bên kia đó là mình mới ra phải không? Đó em nhìn cái đó xứng thấy không? Đó. Đúng rồi. Rồi, em xấy nhẹ. Cái đó là em xấy sai rồi đó, em xấy sai rồi đó. Em xấy cái này, là em xấy sai nè. Từ đây em phải nghiêng cái cọ nè. Em nghiêng cái thế cọ nè, em hiểu không? Cái đặt ra, em đặt em nghiêng thế cọ nè. Ví dụ từ đây em đi xuống, em nghiêng thế cọ đây nè. Thế cọ này nè, em đi chỉ nhẹ vậy xuống nè. Rồi em đi nhẹ vậy nè, em nâng cọ lên, em kéo về. Em hiểu không? Đúng rồi, còn em đi vậy là em sai. Tại cô một vừa cầm cái máy vô cô vừa nãy. Rồi em kéo về lên nó sẽ bị nguyên cái lặn rõ ràng liền, em hiểu không? Em dừng lại, tiếp tục em ấy. Chị mình làm vậy nó sẽ bị nát cái cánh cọ. Sai cái đầu ấy, hồi tôi chỉ lại cho. Nát cánh nó, nát đời hoa ta. Xóa làm lại đi. Thứ nào sai cô sửa, cô sửa rồi các bạn sửa làm liền. Sai là sửa liền, hư là sửa liền, làm liền. Thấy không? Đó, cứ làm lại từ từ cho cô, đúng rồi. Lấy khăn ướt có chùi. Lấy khăn ướt chùi nó mới bị chảy. Tại mình cái xem một cái lớp tớp rồi nó có xạo, hiểu không? Lấy khăn ướt mình chùi cho cô. Bên này thì bạn này đang tập sơn treo hết cả nhà. Đúng rồi, sơn màu trắng hiệu này ok nè. Dạ đúng rồi, mua hiệu đó ok. Cô em nó ra kỳ lắm. Sao giờ mình vẽ chưa đẹp, từ từ sẽ đẹp nha con. Mới đầu muốn đẹp phải xấu đầu tiên, cô hãy nói thôi, đâu có gì phải lo không? Mình vẫn luyện, nhưng mà cái sau mình phải đẹp hơn cái trước, hiểu không? Plan your own hands can land your own brand and damn I feel like no one takes accountability they want the credibility convincingly unwilling to put in hours it takes to get some power don't be f***ing sour take a cold shower scream until you're louder work until you're louder all the doubters they're just your downers I swear to god they all let me down I always fought just to wear the crown. Giống như bây giờ, giống như là em đang chị là sao ái còn mình là cô Út vậy. Chưa đều. Còn thiếu thiếu. Nói chung là nó chưa có rõ ôm rê, hiểu không? Nó còn lần nào ra lần đó vậy lắm. Đá cái đồ lớn với các bạn. Ôm rê thì nó phải rõ. Cha vô. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen. When everybody wants to be king, yeah, they all wanna win, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a f***ing swing. Keep moving, boy. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I win.